Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành. Mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Hà Nội thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho những người từ vùng dịch trở về từ ngày 15 tháng 7. Bắc Giang, những vi phạm về khai thác tài nguyên vẫn diễn biến phức tạp. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố các quyết định tiếp tục giảm thêm một số mức lãi suất quan trọng với mức giảm từ 0,2 đến 0,5% trên một năm. Đây là lần thứ hai trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước tiến hành điều chỉnh giảm lãi suất. Các quyết định điều chỉnh lãi suất được ban hành nhằm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, cũng như mặt bằng lãi suất trên thị trường. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành chính sách tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, Việt Nam là một trong năm nền kinh tế dự kiến tăng trưởng dương cùng Trung Quốc, Brunei, Lào và Myanmar. Báo cáo dự báo toàn bộ 14 quốc gia trong khu vực ASEAN Cộng 3 sẽ có sự phục hồi kinh tế theo hình chữ U, dẫn đầu là Trung Quốc. Cụ thể, tăng trưởng GDP trong toàn bộ khu vực dự báo giảm mạnh từ mức 4,8% trong năm ngoái xuống 0% trong năm nay, trước khi phục hồi mạnh mẽ 6% vào năm sau. Và 9 trong 14 nền kinh tế của khu vực ASEAN Cộng 3 được dự kiến tăng trưởng âm trong năm nay, trong khi 5 nền kinh tế sẽ tăng trưởng dương là Trung Quốc, Brunei, Lào, Myanmar và Việt Nam. Những ngày vừa qua, do mưa lớn kéo dài nên nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể, có 2 người chết tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai do sạt lở ta luy dương, 21 nhà dân bị hư hại, 48,6 hectare lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở. Tại Cà Mau, mưa tông kèm theo gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân đã làm sập một nhà, tốc mái 4 nhà. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Tại tỉnh Điện Biên, những trận mưa lớn kéo dài trong vài ngày qua cũng đã gây thiệt hại về nhà cửa, đường giao thông và hoa màu của người dân. Mưa lớn gây lũ quét cuốn theo đất đá, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà, tường bao ao cá và một số diện tích cây trồng ở huyện Điện Biên. Mưa lớn cũng đã khiến khối lượng lớn đất đá và cây cối đổ xuống lòng đường quốc lộ 279 đi cửa khẩu Tây Trang, gây ùn tắc giao thông. Hiện chính quyền huyện Điện Biên đã hỗ trợ trước mắt cho các hộ dân bị hư hại hoàn toàn nhà cửa, mỗi hộ là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng với lực lượng vũ trang khẩn trương rà soát, đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra, di rời và ổn định chỗ ở ban đầu cho người dân bị ảnh hưởng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh, ngành giáo dục mầm non về công tác tuyển sinh năm 2020 trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, công văn nhấn mạnh các trường cần xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham gia dự thi đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2020, dựa vào các căn cứ như là tỷ lệ nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh thuộc địa phương so với tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trên cả nước vào trường năm 2020, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương so với số lượng thí sinh trúng tuyển trên cả nước vào trường năm 2019, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương so với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của địa phương vào trường trong năm 2019. Thống kê toàn thành phố Hà Nội có gần 96.500 người từ Đà Nẵng về, trên 73.000 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó gần 72.800 là test nhanh. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 8, ca bệnh 714 đã được ghi nhận dương tính sau khi test nhanh âm tính. Trước tình hình này, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu triển khai xét nghiệm với người về từ vùng dịch kể từ ngày 15 tháng 7. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hiện rất nhiều bệnh nhân không có biểu hiện bệnh. Vì vậy, thành phố đã đề nghị và được Bộ Y tế đồng ý lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật khẳng định PCR với các trường hợp trở về từ Đà Nẵng kể từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 7. Dự kiến thành phố sẽ cần khoảng 65.000 mẫu test để thực hiện xét nghiệm PCR.
Dự kiến công việc sẽ được tiến hành vào ngày mai và với năng lực hiện tại sẽ mất khoảng 9 ngày để hoàn thành việc lấy mẫu. Chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu thành phố phải tiến hành xét nghiệm PCR trên diện rộng, phấn đấu xét nghiệm hết cho gần 100.000 người có liên quan. Ngoài các bệnh viện của Hà Nội, cần huy động thêm đơn vị tư nhân để thực hiện, đồng thời kích hoạt lại hệ thống phòng dịch, nâng mức cảnh báo cao hơn một mức so với kịch bản đã được phê duyệt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong những ngày qua, công tác quản lý giám sát đối với những người trở về từ vùng dịch được các địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng từ lâu đã lập nghiệp tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngày 18 tháng 7 năm 2020, anh Hùng có đưa vợ con về quê chơi tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Sau khi biết Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm COVID-19, gia đình anh Hùng đã chủ động khai báo y tế, tự cách ly và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nhà. Thì tôi có sang trạm y tế xã khai báo gia đình tình hình của sức khỏe. Nhờ các bác sĩ bên trạm thì cũng đo thân nhiệt thì cũng là bình thường, chứ cũng không có là sốt, ho. Nói chung là chúng tôi không ra đường, cách ly tại nhà. Anh Nguyễn Văn Hiến, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi có thời gian dài làm việc tại Lào. Sau khi về nước, mặc dù đã hết thời gian cách ly tập trung tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 25 tháng 7 năm 2020. Song khi về địa phương, anh Hiến vẫn tự cách ly thêm 14 ngày tại nhà theo đúng quy định. Trong thời gian tôi cách ly ở tại nhà thì tôi cũng không tiếp xúc với mọi người và cũng không đi giao lưu các chỗ tụ tập đông người. Thực hiện đúng quy định để phòng chống dịch COVID-19. Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tại huyện Kim Động, tính đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2020, theo kết quả điều tra, rà soát đã có 223 trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương đang tự cách ly tại nhà và có 6 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động. Các trường hợp trên chủ yếu đi từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các vùng có dịch về địa phương. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính lần một. Các trường hợp cách ly khi đưa vào trung tâm thì chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định cách ly hàng ngày, thì các công dân này được chăm sóc, khám về sức khỏe. Đấy, một ngày đo thân nhiệt 2 lần, rồi hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cá nhân. Các công dân mà được cách ly ở tại nhà thì được cán bộ y tế hàng ngày khám thân nhiệt, rồi khám các triệu chứng mà phát sinh 2 lần và ghi vào sổ nhật ký để theo dõi sức khỏe. Các địa phương và cơ quan chuyên môn trong tỉnh đã và đang tập trung tuyên truyền để những người dân đi từ vùng có dịch về chủ động khai báo y tế, kiểm soát tốt các đối tượng là nguồn lây bệnh vào địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân không lơ là chủ quan với dịch bệnh, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để có giải pháp phòng dịch hiệu quả. Sau một thời gian tích cực rà soát, xét duyệt hồ sơ, đến nay một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cơ bản hồ sơ của các địa phương đã hoàn tất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 10.391 đối tượng là người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thuộc diện được nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát cẩn trọng, chính xác nhằm đưa tiền hỗ trợ của Chính phủ đến đúng đối tượng. Đến nay, tỉnh đã có 2 địa phương là thành phố Tam Điệp và thành phố Ninh Bình triển khai thực hiện chi trả. Còn lại các địa phương khác đang chờ quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Hải Dương cho biết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương CDC Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm đối với một bệnh nhân trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khi đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính lần một với virus SARS-CoV-2. Đây là ca bệnh có lịch trình đi lại phức tạp qua nhiều tỉnh thành. Từ ngày 20 tháng 7, bệnh nhân đã di chuyển từ Cam Ranh ra Nội Bài, đi chơi tại Hà Nội, đi tàu hỏa ra Hải Phòng, quay về Đà Nẵng rồi lại bay ra Hà Nội dự hội nghị. Sau đó đến Hải Dương thì có các biểu hiện nhiễm bệnh nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương để thăm khám. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương đã báo cáo hồ sơ ca bệnh, đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2 trên địa bàn ngay trong đêm 6 tháng 8. Yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang từ ngày 7 tháng 8, đóng cửa các hàng quán vỉa hè, các dịch vụ không thiết yếu. Thành phố Hải Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và 3 khu cách ly để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt bảo vệ tuyến biên giới. Ghi nhanh của phóng viên. Tuyên truyền bằng loa lưu động, bằng hệ thống loa phát thanh của cấp bản hay đến trực tiếp từng nhà. Đây là những biện pháp được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chiêng On sử dụng để tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân vùng biên. Do đặc thù là vùng sâu, vùng xa, thiếu sóng điện thoại, phát thanh, truyền hình, nên chỉ có hình thức tuyên truyền lưu động này mới tiếp cận được tới người dân. Được cán bộ đồn biên phòng tỉnh Sơn La về tuyên truyền cách phòng tránh dịch COVID-19. Với bà con nhân dân chúng tôi thì thứ nhất là về rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. Những người đi xa, đi láng xa về kịp thời báo với trạm y tế để kiểm tra. Đồn biên phòng Chiêng On hiện quản lý hơn 30 km đường biên trải dài trên địa bàn hai xã Phiêng Khoài và Chiêng On, huyện Yên Châu. Hiện nay đơn vị thường xuyên duy trì 45 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại hai trạm cố định, 4 chốt ngăn chặn tại khu vực biên giới và 3 tổ kiểm soát trên địa bàn. Đồn biên phòng Chiêng On sẽ kiên quyết kiểm soát chặt chẽ biên giới cũng như không để các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép cũng như thẩm lậu qua biên giới. Để nâng cao công tác chống dịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tăng cường lực lượng củng cố lán trại, siết chặt quản lý đường mòn lối mở và việc qua lại biên giới. Hiện nay, lực lượng biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì 48 tổ kiểm soát, trong đó có 21 chốt cố định và 27 tổ công tác lưu động. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống COVID tại cộng đồng dân cư với phương châm là đến từng bản, từng ngõ, ra từng nhà, làm sao mà tuyên truyền cho nhân dân nhận thức và chung tay cùng kiểm soát biên giới. Với tình hình phức tạp hiện nay, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng biên phòng Sơn La đã góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an toàn phòng chống sự lây lan xâm nhập của dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều nhóm nhập cảnh trái phép bị phát hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại khu công nghiệp Phố Nối A và một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã và đang diễn ra tình trạng doanh nghiệp trồng cây xanh dưới đường điện cao thế. Việc làm này vừa gây mất an toàn, vừa gây lãng phí do phải chặt hạ khi cây lớn vi phạm khoảng cách an toàn điện. Đây là hàng cây được trồng dưới đường điện 35 kV tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A. Được biết cây ở đây đã trồng khá lâu, thời gian ít thì 3 năm, nhiều thì đã trồng trên 10 năm. Những cành cây rất gần đường điện và phải phát quang, nếu không dòng điện sẽ phóng xuống, gây mất an toàn cho người, phương tiện đi dưới đường và vỉa hè, đặc biệt khi có mưa bão sẽ gây sự cố điện. Còn đây là hình ảnh những cây xanh mới được công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Văn Sơn Hưng Yên ở cụm công nghiệp Ngọc Long, huyện Yên Mỹ trồng trong 6 tháng vừa qua. Ngay khi trồng xong, Điện lực Hưng Yên đã có văn bản đề nghị công ty di rời do cây trồng vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện 110 kV. Nhiều các cái cụm và các khu công nghiệp, các cái ban quản lý họ đã trồng rất là nhiều các cái cây xanh. Có nhiều các vị trí thì nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện. Thì rất là mong và kiến nghị cho các cấp chính quyền cũng như là các cái ban quản lý các cái khu công nghiệp có cái giải pháp nào để cho là hạn chế cái việc trồng cây cũng như là xử lý di chuyển các cái cây mà đã vi phạm hành lang chung cư rồi, thì lại trong quá trình thực hiện thì phối hợp với cả điện lực chúng tôi để thực hiện các cái biện pháp an toàn. Mặc dù đang là mùa mưa bão nhưng việc đôn đốc cắt tỉa cây của ngành điện vẫn chưa được các đơn vị quản lý khai thác thực hiện, gây mất an toàn điện. Theo ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, cứ trước mùa mưa bão, đơn vị lại có văn bản nhắc nhở công ty quản lý khai thác khu công nghiệp Phố Nối A, nhưng xem chừng các đơn vị này chậm triển khai. Mùa mưa bão là chúng tôi đều có các văn bản đôn đốc tất cả các chủ đầu tư hạ tầng cũng như là các doanh nghiệp ở trong các khu nghiệp là phải ra soát, cắt tỉa cây xanh, khơi thông dòng chảy để đảm bảo chuẩn bị các mùa mưa lũ để không ảnh hưởng đến các cái khu công nghiệp. Trong thời gian tới kiểm tra lại tất cả các cái khu đã đang đi vào hoạt động thì xem các cái cây, cái hệ thống cây mà nó có ảnh hưởng trực tiếp lưới điện thì phải đôn đốc các cái doanh nghiệp đấy để khẩn trương để cắt tỉa hoặc có cái hình thức di chuyển để thay thế bằng cái cây khác cho nó phù hợp hơn. Không tính riêng thiệt hại từ tiền cây, tiền thuê chăm sóc và tiền thuê chặt hạ cây, khi cây lớn vi phạm hành lang an toàn điện
chỉ riêng điện lực Yên Mỹ hàng năm cũng phải tiêu từ 250 đến 300 triệu đồng để thực hiện việc cắt tỉa cây xanh do vi phạm khoảng cách an toàn điện. Trung bình toàn ngành điện tiêu tốn mỗi năm từ 1,8 đến 2,2 tỷ đồng để duy trì khoảng cách an toàn do sự phát triển của cây trồng dưới đường điện cao thế. Do nhu cầu san lấp và nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy gạch ngày càng tăng, nên các hành vi khai thác đất sai quy định tại một số xã huyện của tỉnh Bắc Giang thời gian qua vẫn diễn biến khá phức tạp. Cũng tại những địa phương này, có không ít đơn vị đã tiến hành khai thác rầm rộ trong một thời gian dài nhưng chưa tuân thủ quy định theo giấy phép được cấp. Đáng nói, điều này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Giang đang thực hiện nhiều giải pháp siết chặt quản lý về khai thác khoáng sản đất. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Bắc Giang. Đây là những hình ảnh được nhóm phóng viên ghi nhận tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang trong ngày 24 tháng 7 vừa qua. Mặc dù đang là thời điểm giữa trưa, nhưng các hoạt động khai thác đất của máy cuốc và nhiều xe trọng tải lớn vẫn diễn ra nhộn nhịp. Tuy nhiên, những chiếc xe này đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường khi thấy sự xuất hiện của camera ghi hình. Còn khi được hỏi về những đối tượng khai thác đất, người dân tại đây cho biết. Đây là bán đất để lấy được bằng mà. À vâng. Bán cho ai đây? Dậu. Mình và Dậu. Nghi ngờ đây là các hoạt động khai thác đất lậu, nhóm phóng viên đã phản ánh đến Ủy ban Nhân dân xã Đào Mỹ, nằm cách đó không xa. Và đây là câu trả lời của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Cái khu vực khai thác đất này thì đều là các cái địa điểm chưa được nhà nước cấp phép cái khai thác đất. Thế thì anh em thì cũng rất là quan tâm để kiểm soát, giám sát. Thế nhưng mà các cái đối tượng khai thác thì hầu như là khai thác xong cái là nó quay ra là cái phía tiên lục là đi luôn. Thế là cũng khó khăn trong cái công tác mà theo dõi, giám sát. Còn đây là những hình ảnh tại công trường của mỏ đất được cấp cho công ty Vĩnh Long và công ty Lục Giang Sơn có địa chỉ tại thôn Bồng và thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Theo người dân sinh sống gần mỏ đất, ở vào thời kỳ cao điểm, mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe ra vào mỏ của công ty Vĩnh Long lấy hàng. Có thời gian mà nó lấy ở cái khu này đất gạch ấy. Vâng. Có hôm có thể là 6 thuyền, có trên 100 xe. 100 xe một ngày. Tức là đông xe chạy lắm. Vâng. 16, 17 cái xe mà. Tuy nhiên, tại thời điểm nhóm phóng viên có mặt cùng với cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Lục Ngạn, thì các hoạt động khai thác tại hai mỏ đất trên đều nhanh chóng dừng lại. Trước sự bất thường này, thì đây là câu trả lời của đại diện công ty Vĩnh Long và Ủy ban Nhân dân xã Phượng Sơn. Công ty mà được phép khai thác san gạt cốt lèn ấy, thì là phải có tức là lắp camera để giám sát. Thế thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng mà bây giờ ra chỗ công ty Vĩnh Long ấy, thì bảo con là chúng tôi cũng đang lắp, nhưng mà bây giờ quay ra là bây giờ chúng tôi cũng nói thẳng là nếu như không lắp thì bây giờ cái việc mà là không đủ điều kiện để khai thác thì yêu cầu dừng. Thế công ty của Lục Giang Sơn ấy là làm đầy đủ các thủ tục rồi, thế nhưng mà có rồi, chúng tôi đang yêu cầu là nộp nhưng mà chưa nộp. Nếu như mà người ta mà chưa nộp mà người ta làm, đó người ta sai. Như vậy có thể thấy việc chưa chấp hành quy định theo giấy phép của công ty Vĩnh Long là đã rõ. Còn về phần công ty Lục Giang Sơn, mặc dù vị phó chủ tịch chưa nhận được các văn bản pháp lý, nhưng vẫn khẳng định đơn vị này đã có đầy đủ các thủ tục, thì rõ ràng là chưa đủ sức thuyết phục. Và trước thực tế quản lý như tại hai xã Phượng Sơn và Đào Mỹ, thì người dân có quyền đặt câu hỏi, có hay không việc buông lỏng quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản đất. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người dân đặt ra cho các cơ quan quản lý tỉnh Bắc Giang. Mới đây, đội cảnh sát giao thông phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã kiểm tra và bắt giữ xe tải vận chuyển 2,8 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng trên được vận chuyển theo ô tô mang biển kiểm soát 90C04027 đi từ hướng thành phố Lào Cai và huyện Bát Sát. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình